Luật và lương tri. Thưa quý vị, bản án tuyên đối với một nguyên giám đốc bệnh viện có tiếng ở Hà Nội với mức án thấp hơn đề nghị của cơ quan công tố đã khiến dư luận chú ý. Hội đồng xét xử đưa ra nhiều lý do để giải thích quyết định của mình. Một trong những lý do đó là chính các quy định pháp luật chi phối hành vi của người bị kết án còn nhiều bất cập. Việc người bị kết án làm sai được cho là sự lựa chọn cực chẳng đã nhằm đạt được các mục tiêu của công việc. Cách giải quyết của tòa án có thể góp phần gợi mở một lối ra cho vòng luẩn quẩn về ứng xử của con người ở khu vực công trong hoàn cảnh hiện tại. Vòng luẩn quẩn được cho là hệ quả của phản xạ theo bản năng sinh tồn trước nguy cơ bị cuốn vào đợt sóng thần phòng chống tham nhũng. Rất nhiều vụ làm sai pháp luật của quan chức bị phanh phui trong thời gian qua. Những người làm sai bị xử lý bằng những chế tài nghiêm khắc. Hiệu ứng tích cực của chủ trương xử lý kiên quyết và dứt khoát đối với những người phạm pháp thuộc thành phần bấy lâu nay được cho là khó chạm đến này đã và đang được lan tỏa. Tuy nhiên, một hiệu ứng khác không mong đợi nhưng cũng không tránh được đã xuất hiện, đó là sự thu mình lại, thụ động dè chừng, nghi ngại của một bộ phận không nhỏ cán bộ công chức, viên chức trước những vấn đề đặt ra trong công tác chuyên môn. Nói cách khác, hiện có không ít người đã trở nên không dám làm, đặc biệt là không dám đưa ra quyết định vì sợ sai. Nếu luật pháp rõ ràng, chặt chẽ và hợp lý mà không chịu áp dụng để xử lý công việc thì đúng là hèn nhát và vô trách nhiệm. Cần kiên quyết loại bỏ loại người này ra khỏi hệ thống công quyền để hoạt động của bộ máy nhà nước, đặc biệt là hoạt động cung ứng dịch vụ công cho người dân không bị đình trệ. Nhưng cũng phải ghi nhận một trong những lý do khiến cho cán bộ, công chức, viên chức không dám làm, đó là vì người ta không biết làm như thế nào cho đúng. Văn bản luật pháp ở chỗ này, chỗ nọ có những quy định mập mờ, tối nghĩa, sơ hở hoặc là mâu thuẫn. Không ít trường hợp, luật có thể được hiểu theo nhiều cách khác nhau. Nếu người trực tiếp xử lý công việc, hiểu luật và giải quyết vấn đề phát sinh trong công việc theo một cách, nhưng người có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra lại hiểu luật và đánh giá công việc đó theo một cách khác thì chắc chắn người bị thanh tra, kiểm tra sẽ gặp rắc rối. Mặt khác, có những quy định mà được áp dụng vào một trường hợp đặc thù nào đó thì tỏ ra rất bất hợp lý. Làm theo những quy định bất hợp lý thì không đạt được mục tiêu mong muốn, dù đó là mục tiêu chính đáng, nhưng làm ngược lại thì có nguy cơ phải đối mặt với quy kết trách nhiệm do làm trái. Luật luôn có những khuyết tật cố hữu và người làm luật gọi là có trách nhiệm cứ phải nỗ lực không ngừng để hoàn thiện hệ thống luật pháp. Tuy nhiên, ai cũng hiểu làm luật, sửa luật không phải là việc được thực hiện trong ngày một, ngày hai mà cần phải có thời gian. Và trong hoàn cảnh như thế, để mọi người đủ tự tin dấn thân, thì người có quyền đánh giá hành vi của người khác phải đọc, hiểu để áp dụng luật theo lương tri, chứ không chỉ dựa vào câu chữ khô cứng, từ đó đưa ra phán xét vừa hợp lý mà cũng vừa hợp tình. Bà Phương Hằng tiếp tục bị tạm giam đến ngày 5 tháng 5. Thưa quý vị, bà Nguyễn Phương Hằng tiếp tục bị tạm giam thêm 10 ngày nữa đến ngày 5 tháng 5. Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh ban hành kết luận điều tra đề nghị truy tố bà Nguyễn Phương Hằng, ông Đặng Anh Quân, bà Nguyễn Thị Mai Nhi, bà Lê Thị Thu Hà và ông Huỳnh Công Tân về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ra lệnh tạm giam 19 ngày đối với bà Phương Hằng kể từ ngày 7 tháng 4 đến ngày 25 tháng 4 để hoàn tất thủ tục truy tố. Sau đó, bà Hằng tiếp tục bị tạm giam thêm 10 ngày nữa đến ngày 5 tháng 5.
Theo Điều 240 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự quy định về thời hạn quyết định việc truy tố trong thời hạn 20 ngày đối với tội phạm ít nghiêm trọng và tội phạm nghiêm trọng, kể từ ngày nhận hồ sơ vụ án và bản kết luận điều tra, Viện Kiểm sát phải ra một trong các quyết định truy tố bị can trước tòa án, trả hồ sơ để yêu cầu điều tra bổ sung, đình chỉ hoặc tạm đình chỉ vụ án, đình chỉ hoặc tạm đình chỉ vụ án đối với bị can. Trường hợp cần thiết, Viện trưởng Viện Kiểm sát có thể gia hạn thời hạn quyết định việc truy tố nhưng không quá 10 ngày đối với tội phạm ít nghiêm trọng và tội phạm nghiêm trọng, không quá 15 ngày đối với tội phạm rất nghiêm trọng và không quá 30 ngày đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Sau khi nhận hồ sơ vụ án và bản kết luận điều tra, Viện Kiểm sát có quyền quyết định áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế theo quy định của bộ luật này. Thời hạn áp dụng biện pháp ngăn chặn trong giai đoạn truy tố không được quá thời hạn quy định tại khoản 1 điều 240 của bộ luật này. Bắt hơn 50 người trong vụ tiếp viên hàng không xách ma túy. Thưa quý vị, lực lượng công an đã lần theo dấu vết và bắt hơn 50 người trong vụ 4 tiếp viên hàng không Vietnam Airlines xách ma túy. Theo đó, trước và sau khi trả tự do 4 tiếp viên hàng không vì họ không biết trong hàng xách tay về Việt Nam có ma túy, cảnh sát đã lần theo dấu vết và bắt giữ hơn 50 người. Những người trên liên quan đến các đầu mối giao nhận ma túy từ nước ngoài về Việt Nam. Họ bị điều tra về tội mua bán trái phép chất ma túy và vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia. Lực lượng công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của nhiều người khác. Trước đó, vào sáng ngày 16 tháng 3, cán bộ hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh phát hiện dấu hiệu bất thường trong hành lý của 4 tiếp viên Vietnam Airlines đi chuyến bay VN10 từ Pháp về Việt Nam. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng tìm thấy tổng cộng hơn 8 kg thuốc lắc và hơn 3 kg cocaine, ketamine, tức ma túy khay loại đắt tiền nhất trong vali của các tiếp viên này. Các tiếp viên khai, khi ở Pháp đã nhận mang khoảng 60 kg hàng hóa về nước với tiền công hơn 10 triệu đồng. Do quá mệt mỏi vì vừa trải qua chuyến bay dài, họ chỉ xem qua loa vài tiếp cam, không thấy có gì bất thường. Khi ra sân bay của Pháp để về Việt Nam, lực lượng chức năng nước sở tại không phát hiện trong hành lý của họ có ma túy cho đến khi về đến Tân Sơn Nhất. Đến tối ngày 22 tháng 3, sau 6 ngày điều tra, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã trả tự do cho 4 tiếp viên và khởi tố vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy, đồng thời tạm giữ 2 nghi can liên quan đến việc vận chuyển số ma túy trên từ Pháp về Việt Nam. Việc trả tự do cho các tiếp viên căn cứ vào kết quả điều tra, xác định 4 tiếp viên không biết bên trong kem đánh răng nhận vận chuyển có 157 thiếp đã được giấu ma túy, do đó không đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự 4 tiếp viên này.